Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì trong khuôn khổ video này em sẽ làm video giới thiệu về giá xe tổng thể của các đầu xe của Toyota trong thời điểm tháng 7 năm 2021 này. Thì đầu tiên thì trong năm nay thì do chiến tranh cũng như là dịch bệnh thì cái nguyên liệu đầu vào nó ảnh hưởng đến cái giá xe của tất cả hãng xe. Trong năm nay cũng có một vài đợt điều chỉnh giá xe, thì trong thời điểm tháng 7 này thì em sẽ phép cập nhật lại cái giá mới nhất của các đầu xe của Toyota hiện tại. Thì em sẽ đi lần lượt ở cái bãi xe bên em. Đầu tiên thì là Vios. Vios thì có 3 phiên bản, thì giá lần lượt của các phiên bản là bản số sàn sẽ là 489 triệu, giá niêm yết bản số tự động E tiêu chuẩn thì là 542 triệu, và phiên bản G, phiên bản cao cấp nhất thì là 592 triệu. Đấy, xem mà chúng ta đây là bản G màu trắng ngọc trai. Thì anh chị lưu ý giúp em là những cái màu trắng ngọc trai của tất cả các dòng xe sẽ cao hơn màu khác 8 triệu, và đặc biệt những cái xe như là bản Prado hay là Land Cruiser ấy, thì màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn là 11 triệu, còn những cái xe thông dụng thì là chỉ cao hơn 8 triệu thôi. Ví dụ như cái xe em báo là Vios bản số tự động bản G cao nhất ấy, giá niêm yết là 592 triệu, thì nếu mà anh chị lấy bản bản G đấy mà giá màu trắng ngọc trai thì giá niêm yết sẽ là 600 tròn. Tiếp theo là cũng là màu trắng ngọc trai tiếp theo. Anh chị lưu ý giúp em là những cái xe em báo giá ấy, thì hiện tại đây toàn bộ là xe giá niêm yết và chưa bao gồm những khuyến mại như giảm tiền mặt này, tặng bảo hiểm hay là phụ kiện, để tùy theo cái nhu cầu của tài chính của anh chị cũng như nhu cầu sử dụng xe, trả thẳng cái trả góp hay là sử dụng xe như thế nào, thì em sẽ cân đối đưa ra cái chính sách nó hợp lý nhất, cân đối giữa tiền mặt, phụ kiện và bảo hiểm làm sao anh chị lấy xe nó phù hợp nhất với cái nhu cầu. Tiếp theo thì là dòng xe cũng đang hot hiện nay là dòng xe Toyota Ray, giá niêm yết hiện tại đang là 547 triệu cho màu thường và màu trắng ngọc trai, cũng như các màu sơn hai màu tương phản thì sẽ có giá là 555 triệu. Tiếp theo bên cạnh là dòng xe Toyota Cross thì cũng có 3 phiên bản là nhập khẩu Thái Lan, bản tiêu chuẩn thì là 746, bản cao cấp là 846, còn phiên bản xăng điện thì sẽ là 936 triệu. Màu trắng ngọc trai thì cao hơn 8 triệu. Đây là một Cross. Còn đây là một chiếc Vios bản G màu trắng màu vàng cát. Đây là xe của khách. Còn đây là vừa rồi màu đen, đây là bản G bản 1.8G Cross bản tiêu chuẩn máy xăng. Còn đây là bản 1.8V máy xăng cao cấp màu trắng ngọc trai. Giá niêm yết là 846 triệu. Màu trắng ngọc trai sẽ cao hơn 8 triệu là 854. Còn đây là Atit thì đợt này thì giá là khá tốt. Atit thì cũng được nhập khẩu với chiếc Thái Lan và giá sắp tới thì có thể thay đổi, giá hiện tại cũng đang là tốt. Nhập khẩu Thái Lan và hiện tại là phiên bản mới có 3 phiên bản, nó tương tự như Cross là bản 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu, bản cao cấp xăng cao cấp là phiên bản trước mắt chúng ta đây là bản xăng cao cấp là 765, còn phiên bản xăng điện thì sẽ là 860 triệu. Atit thời điểm này thì được giảm khá sẽ loanh quanh tầm giảm được 10-15 triệu tiền mặt cộng với gói phụ kiện. Thì Atit thì phiên bản mới này đầy đủ chức năng, phanh tay điện tử, rồi Toyota xếp đi sen, giá lại tốt, mềm hơn Cross khá nhiều. Còn đây là một tân binh của dòng Toyota, Toyota Veloz Cross. Thì Veloz Cross cũng là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có 2 phiên bản, lần lượt là 648 và là 688 triệu. Phiên bản này thì là bản tiêu chuẩn. Cross hiện tại thì đang phải ký chờ xe tầm đôi ba tháng anh chị sẽ có xe, anh chị đang có nhu cầu lấy xe thì cần đổi sớm. Và tiếp theo đây là phiên bản E số tự động của xe Vios. Còn đây là phiên bản Camry 2.5Q. Thì Camry hiện tại là được năm nay là được bổ sung thêm một phiên bản nữa là xăng điện và thêm một bản là 2.0Q. Thì giá lên được các phiên bản là bản tiêu chuẩn có giá là 1 tỷ 070 triệu là phiên bản tiêu chuẩn,
bản tiếp theo là bản 2.0Q sẽ là 1.185.000. Phiên bản trước mắt chúng ta đây là 2.5Q, phiên bản huyền thoại là 1.370.000.000, và phiên bản cao cấp nhất là bản sang điện là 1.460.000.000. Để Camry này thì em về cũng được khá khá xe, đặc biệt là phiên bản 2.0Q và 2.5Q thì về được một vài xe. Và phiên bản sáng điện thì bên em đợt này đang khá là khan hàng, nên anh chị nào cần tham khảo vào xe Camry về lịch xe, đặc biệt là lịch xe, thì liên hệ giúp em sẽ kìm xe để đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Và xe này thì đã được lắp một bộ phụ kiện là ốp xung quanh này, những cái ốp như này là ốp thêm đấy anh chị ạ, chứ không phải là zin của xe đâu. Ở sườn xe cũng vậy. Đây là Cross bản 1.8G màu sáng ngọc trai. Còn đây là bản 2.5Q màu đen, thì màu trắng dành cho những đối tượng khách hàng trẻ, có thể là phụ nữ chẳng hạn. Còn đây là phiên bản màu đen, cho các anh thì hay thích màu đen hơn. Màu đen. Tôi giá thích sen Gamma 60. Trên xe này cũng đã được ốp những cái bộ này. Cái bộ này là bộ độc quyền của Toyota Việt Nam ấy, nên là rất nhiều xe lắp những cái bộ này, rất đẹp. Sang bên này một chút thì có dòng xe Toyota Avanza. Avanza thì có hai phiên bản được nhập khẩu nguyên chiếc và về cùng lượt với cả Veloz. Thì ba phiên bản lần lượt là bản số sàn có giá niêm yết là 548.000.000 và bản số tự động là 588.000.000. Mà bản này thì không có màu trắng ngọc trai nên tất cả các phiên bản màu đều giá như nhau. Bên này thì có dòng xe Toyota Cross bản xăng điện, thì là những cái ốp chrome này sẽ là màu xanh này. Camry 2.5Q. Thì bên này thì bên em còn một vài dòng xe nữa. Ở chiếc xe biển 51 này thì sẽ là bản Vios số sàn. Đây là Altis bản xăng cao cấp, còn đây là Altis bản xăng điện này. Đều sẽ logo sẽ là có viền xanh và đèn sẽ có viền xanh. Và bên cạnh chúng ta đây là một chiếc Toyota Fortuner. Fortuner thì cũng có mới được thay đổi, giá niêm yết cũng thay đổi, và lần lượt của các phiên bản là phiên bản 2.0 số sàn sẽ có giá là 1.015.000.000, phiên bản một cầu số tự động máy dầu 2.4 lắp ráp trong nước thì là 1.107.000.000, còn phiên bản 2.7 một cầu số tự động nhập Indo thì có giá niêm yết là 1.187.000.000, còn phiên bản 2.7 hai cầu nhập Indo thì sẽ là 1.277.000.000, tranh nhau mất 90.000.000. Còn phiên bản 2.8 thường số tự động hai cầu là máy dầu lắp ráp trong nước thì là 1.423.000.000, còn phiên bản một cầu số tự động bản Legender 2.4 máy dầu thì có giá niêm yết là 1.248.000.000. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ nhất là phiên bản 2.8 máy dầu Legender thì có giá niêm yết là 1.459.000.000. Thì như trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.8 máy dầu Legender. Đây thì thứ nhất là cái thiết kế mới của cái mặt ca lăng này, anh chị xem một lượt rất khỏe đúng không ạ. Ngoài ra thì xe được trang bị là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh, hỗ trợ hành trình chủ động, cả Gamma 60. Vừa rồi thì em đã lướt qua một vòng kho xe của anh em, nó cũng thiếu một vài dòng thì em chưa cập nhật về giá được. Thì em sẽ xin phép cập nhật giá bằng miệng. Là thứ nhất là phiên bản dòng xe là Toyota Innova. Innova thì đợt này về khá ít xe nên em không có sẵn xe ở đây. Thì phiên bản E số sàn sẽ có giá niêm yết là 755.000.000. Bản 2.0G sẽ có giá là 870.000.000. Phiên bản 2.0 Venturer thì là 885.000.000. Phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 2.0V là 995.000.000, và phiên bản có 7 chỗ ngồi. Thử tiếp theo là những dòng xe khác như dòng xe Alphard thì có giá niêm yết là 4.280.000.000. Dòng xe Land Cruiser thì bản Prado thì có giá niêm yết là 2.588.000.000. Và phiên bản LC300 thì có giá là 4.100.000.000. Ngoài ra thì như ở kia lúc em lướt, không biết anh chị có để ý hay không, thì có một chiếc Yaris. Yaris đấy thì là form cũ mất rồi, khách là xe của khách. Còn Yaris hiện tại
cũng là nhập Thái phiên bản 2022 thì có giá là 684 triệu. Ngoài ra thì cái dòng xe hai lắc hiện tại bên em đang dừng nhập khẩu bởi vì liên quan đến cái tiêu chuẩn khí thải của Toyota của nhà nước, nên là Toyota chưa thể nhập khẩu chiếc xe hai lắc về được. Là nếu mà khi có nào thông tin về xe hai lắc thì em sẽ làm video cập nhật cho anh chị sau, và dự kiến có thể là trong năm sau sẽ cố gắng mang được xe hai lắc về. Trong khuôn khổ video này thì em xin phép là giới thiệu cập nhật về giá của các đầu xe của trong thời điểm tháng 7 năm 2022 này. Thì anh chị nào cần nhu cầu tham khảo về xe cũng như chính sách cụ thể như được tặng gì, lịch xe như thế nào thì có thể liên hệ giúp em qua số online ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.